À, xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Thì cái video này là cái video đầu xuân của em Điền. Thì trong năm mới này em Điền cũng chúc cho cô chú chị mình một năm mới thật là nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Thì hiện tại em Điền đang ở đây là có mặt tại ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Thì nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một lô đất mà giá chỉ có 1 tỷ 450 triệu đồng, mà nằm ngay trung tâm xã Xuyên Mộc, rất là gần chợ anh chị, cũng là gần trường học, ủy ban luôn anh chị. Rồi em đi sẽ quay cận cảnh lô đất của mình cho anh chị mình xem ha. Rồi trước mặt cô chú anh chị mình đây là miếng đất của mình ha, và có diện tích là 5 sau 23, có 40 thổ cư anh chị. Thì từ ranh giới là từ sát cái nhà này ha, và qua bên này là 5m anh chị, 5m mặt tiền đường, và sau vô là 23m, có 40 thổ cư. Giá bán của mình thì em cũng có nói đầu video là 1 tỷ 450. Giá này là giá cuối cùng anh chị, nói chung là chủ cũng bán lỗ rồi, phải giảm giá xuống để mà bán sử dụng công việc anh chị. Giá này là không có thương lượng nữa anh chị ơi. Và đây cái hiện tại đất mình là có mặt tiền đường bê tông rộng khoảng là 4m, và ô tô thì đi thoải mái nhưng mà né nhau thì không được anh chị ơi. Và trước mặt cô chú chị đây, mình đi ra đây một xíu thôi, khoảng vài chục mét thôi, mình gặp đường nhựa ha. Mình rẽ bên tay phải này là tới chợ rồi. Giờ này là em quay cái giờ trưa này là cũng ít người đi chợ đó. Thì chợ này là chợ ngay trung tâm xã Xuyên Mộc luôn anh chị, kêu là chợ Xuyên Mộc anh chị. Thì chợ này là bán cả ngày anh chị ơi. Và rẽ bên tay trái là mình đi ra lại tỉnh lộ 329 anh chị. Thì từ đây ra đó cách khoảng rất là gần, khoảng 200m thôi. Từ đây ra ngoài tỉnh lộ 328 khoảng 200m. Thì ra ngoài đó thì cũng là như là trung tâm xã Xuyên Mộc, là ủy ban, trường học vân vân, nói chung là tất cả nằm ở đó. Và cái hướng sau lưng của cô chú chị mình đây là cũng vào khu dân cư và bằng cờ anh chị. Thì mình đi thông thương hết anh chị ơi. Em Điền đây á, mà đi ra trung tâm huyện Xuyên Mộc á, thì khoảng là 4-5 cây thôi anh chị. Đó, mình đi ra đường đó và mình đi 328, 329 anh chị. Mình đi rẽ bên tay trái, mình đi xuống là ra xuống hướng trung tâm huyện, cũng như là đi biển Hồ Tràm cũng được anh chị. Từ Sài Gòn mà cô chú chị mình về đây á, thì khoảng là 2 tiếng rưỡi chạy đường cao tốc anh chị. Đây. Nói chung là cái vị trí đất của mình, vị trí thì dân cư thì cũng là đông rồi anh chị, rất là đông luôn, chứ không phải là tương đối nữa, rất đông. À, nhà san sát hết. Thì ở đây thì đã có sử dụng là nước máy rồi, và điện đài thì ok hết rồi. Đó, anh chị có thể thấy đây, dân cư san sát hết. Và cái chỗ này thì điện hết thì quá tuyệt vời rồi, cái gì cũng được. Trước mặt cô chú anh chị mình đây là em đang đứng ở vị trí ngay lô đất của mình anh chị. Thì em xin nhắc lại một lần nữa là lô đất của mình có diện tích là 5 sau 23, và có sẵn 40 thổ cư anh chị. Thì đây, lô đất của mình là nằm đây anh chị ha, và mặt tiền của đường của mình đây ha. Đây thì anh chị có thể thấy, mình đi ra cái xíu đây nè là cái đường nhựa này đó, mình có thể đây là cái trường, đi tới chợ và trường học này, đây là cái trường học này anh chị đó. Và đây là chợ này đó, chợ Xuyên Mộc này đó, trong này có ghi hết này đó. Và trường ủy ban huyện Xuyên Mộc đó, và trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 nằm ở đây hết anh chị. Mình ra tới đây xíu là cái ngã tư Xuyên Mộc anh chị. Thì ngã tư này mình có thể đi Bình Châu này, mình có thể đi Sài Gòn, và cũng như đi biển Hồ Tràm cũng được anh chị. Đây, và mình đi ra lại đây thì là mình đi thị trấn anh chị, thị trấn Phước Bửu này đó. Mình ra đây là bệnh viện trung tâm huyện này đó, và hồ Bà Tô này, thị trấn Phước Bửu này. Nói chung là vị trí của mình thì giao thông thì rất là thuận tiện anh chị, thông thương hết. Và mình đi xuống dưới này là biển Hồ Tràm này này, thì từ đây biết xuống biển Hồ Tràm thì khoảng 10 mấy cây thôi đó. Anh chị có thể thấy vị trí rất là thuận tiện cho việc đi lại của mình. À, xin phép được dừng video tại đây. Thì cô chú anh chị nào mà thích cái lô đất này thì cứ liên hệ em, thì em sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem thực tế anh chị nha.
Rồi anh chị nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ em Điện nha. Rồi, xin chào.